sống đã đến lúc ta không còn yêu được đâu. Đừng nói sao giờ đây em không còn yêu được. Làm sao em hiểu cảm giác của anh thật nặng khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu. Mất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều. Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em. Mất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy. Còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh quá đau buồn. Sao hôm nay em đành nói ra, anh không không muốn nghe. Nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau. Giờ em cương quyết hôm nay em phải bước đi, anh chẳng tin. Đâu đã đến lúc ta không còn yêu được đâu. Nói sao giờ đây em không còn yêu được. Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào? Lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu. Mất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều. Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em. Mất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy. Còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng. Tại sao như vậy? Anh không muốn chia tay. Nhưng em muốn. Em có hiểu không? Anh có yêu như lúc đầu. Anh đừng làm như vậy. Rồi cũng sẽ qua thôi. Anh sẽ quen với cuộc sống không có em như vậy. Em có còn yêu anh nữa hay không? Nếu còn yêu anh, em sẽ không gì nói những lời đó. Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy. Còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh. Mất đi người yêu sao anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều. Nào biết người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em. Chỉ mình em. Mất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy. Còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng. Chỉ